Hello mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại khu du lịch Suối Trí nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong nha mọi người. Ở đây hiện tại thì bán vé là 100.000 đồng cho một người để vào cổng. Mình đang đi vào trong nha mọi người. Hai ông cái anh bán vé này giờ sẽ có xe đưa đón vào bên trong, chắc là đi xe điện mình đi vào bên trong. Đây nhà chờ xe điện nè. Lúc chờ xe điện tới mình sẽ quay vòng vòng ở khu này nha. Nhà toàn cảnh bên trong nha mọi người. Đây có khu này khu cái chèo thuyền nè mọi người. Có đạp nữa nè, đạp xe nữa nè. Thôi có xe điện tới rồi, mình đi vô rồi. Và xe đã chạy rồi mọi người ơi. Hiện tại xe sẽ đưa mình lên trên suối. Và chiếc xe này chở khoảng được trên 10 người nha mọi người. Khu vực Suối Trí có địa chỉ tại thôn Trường Lệ và Khánh Giang, xã Tiến Đông, được bao phủ bởi rừng nguyên sinh và có diện tích rộng lớn. Nơi đây thì thu hút khách với con suối chảy róc rách, những chim hoang lưu lo cùng hệ thống ẩm thực và phong phú. Các bạn có thể đến du lịch Suối Trí quan Ngại vào bất cứ thời gian nào trong năm. Thì để thời tiết đẹp nhất thì bạn nên đi vào tháng 4, tháng 9 nha. Ngày thời tiết nắng và mưa bão thì thời gian có thể ngoài vui chơi. Ở đây hai bên chỉ là rừng thôi nha mọi người. Có gì được? Biết lên trên kia có gì không? Hai bên đường chỉ là đường thôi. Từ trung tâm thành phố Quan Ngãi đến Suối Trí thì bạn đi theo hướng quốc lộ 624B khoảng 25 km là tới Suối Trí, hoặc có thể đi theo hướng từ ngã ba Thành Trung. Mình đang ở phía sau, mình quay đi theo quốc lộ 24 thì tới đèo Đá Chát thì rẽ về hướng bắc khoảng 3 km. Thì khi bạn đi cái hướng mà đi từ thì đến chè chùa lên nha mọi người, thì ở đây có trường hợp là bạn sẽ gặp cầu Ngọc Hòa thì có hai hướng đi, một hướng đi là hướng về Thác Trắng và hướng đi là Suối Trí nha mọi người. Nếu bạn có thời gian đi trong ngày á thì sắp xếp đi tham quan cả hai điểm này là vô cùng hợp lý luôn nha. Hiện tại thì xe nó chạy lên thế này thì mình sẽ đi bộ lên nha mọi người. Đây, lúc mà xe nó đưa mình lên đến đây nè, rồi xong nó sẽ chạy xuống rồi mình tự đi bộ lên. Khu du lịch sinh thái. Khu du lịch sinh thái Suối Trí nha mọi người. Đây, hiện tại mình sẽ đi bộ lên nè, bộ theo bậc thang lên nè.
nước chảy khá là mát nha mọi người. Ở đây có nhiều homestay mọi người ơi. Phía dưới có nhiều homestay nè. Mọi người thấy không? Hôm nay trời nắng mà đi khá đẹp luôn mọi người. Đây cái phòng này để ngồi chơi, để đánh bài rồi được. Đây là hồ cá nha mọi người, cá tầm. Cá tầm mọi người. Giờ mình thấy con cá này, giờ biết con cá này luôn. Đây qua hú sắc quá trời mọi người. Đây quan hú sắc. Có nhà lên cao rồi. Ơi, chụp chụp đi. Hôm nay là 11 nha, khách đi tham quan khá đông nha mọi người. Đây có cầu qua suối nè. Nhưng mình sẽ đi qua cầu này. Khá là đẹp mọi người ơi. Ai sao kia kia mấy anh thanh niên tắm đang tắm suối kìa.
Đây cầu đi khá là nhún luôn nha mọi người. Ồ đi nhún ghê lắm. Thác chạy khá mạnh luôn. Khu du lịch Suối Chí Quảng Ngãi có diện tích là 1.000 ha và có chiều dài là 4 km, được tính từ đầu nguồn cho tới vùng hợp lưu của dòng sông Vệ. Đi xuống suối nha mọi người ơi. Nước khá là trong nha mọi người. Ở đây mọi người có dây nè, làm có rớt xuống nắng cái dây nha mọi người. Anh em mình đón là vậy. Nước khá là trong luôn. Ở đây có khu phục vụ ăn uống nha mọi người. Nếu mọi người ghé chơi, ghé để chơi mà đói bụng hay là ăn trưa ăn tối ăn chiều gì đó thì mình sẽ đặt tiệc ở đây nha mọi người. Nhưng quang cảnh ở đây mà ăn nhậu là tuyệt vời luôn, mát mẻ. Mình thì không có ăn nên mà mình không có review được đồ ăn ở đây. Thấy quang cảnh ở đây mà ăn nhậu là tuyệt vời. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị hành trình đi xuống nha mọi người. Đi xuống lại dưới cổng ở dưới á. Yo.
ăn cầu tôi ăn từ kỷ tùm lum. Mấy lít chưa quý? Chờ gì dạ tim sâu mà. Mấy lít vậy? 50 lít. Mãi về phải khâu quần cho cậu Toàn. Mình sẽ đi thăm vườn trái cây nha mọi người. Không biết có trái gì trong này. Ồ. Bông tròn quá trời mọi người ơi. Ồ. Nghĩ mày cặp tình nhân vô chụp hình là tuyệt vời luôn. Dạ. Có ổi không hả chú? Ổi rộng ở đây hay mua vậy? Dạ. Đây đây đây, bỏ ngầu bông dừa này, tức mười mấy người lắm. Cho ngầu ké đây. Kính mời quý khách dùng trái cây miễn phí sẽ mòn, còn mà đốm. Không cho hết. Có cho muối ớt không? Đó rồi, em ăn luôn. Thế mấy cái con mít ăn nè. Đây đây đây, ké ké của bọn em. Cái hơi như máu thịt thuốc quá. Quá trời, quá đắt. Vàng vàng ra mình quay nha. Ở đây có đổi không mọi người? Hiện tại có trồng mấy cây mít nữa. Ồ mít quá trời. Mít cây cây kia cây gì ta? Cái đây là cây đường. Cái đây nè. Mình không biết cây gì hết. Mình chỉ biết cây mít thôi. Cây mít chứ cây ổi mình có ló cây bự bự không biết cây ló gì. Phải cái này em phát cái xòa. Này là đây đó. Mang cục cơ. Cái lối đi rồi có trồng bông tròn nha mọi người, rồi hết rồi. Cái anh kia anh giới thiệu là phải 30 ngòn mình mới có đi chơi, mới có 30 ngòn mới còn 30 ngòn nha trái cây. Để ổn đi mọi người. Rồi hết đường rồi. Thì có đường đi bộ lên núi kìa. Không mình đi vô mình ăn miếng ổi mình đi về.
cho lỡ tiền. Ở đây nghe nước chả, nước suối chả róc rách luôn mọi người. Khẩu ngọt không anh? Khẩu ăn cũng được mọi người ơi, còn ngọt chua chua. Sau gần 2 tiếng tham quan khu du lịch Suối Chiến, mình cảm nhận không khí nơi này rất là trong lành và mát mẻ của mọi người. Mọi người đến đây sẽ được trải nghiệm.